Anh em nhìn spa bổi mới về nhá. Spa mắt đỏ. Chim bổi nó nhát nó còn chưa dám đứng nhá. Đấy, anh em nhìn thấy thuần một con chim nó vất vả không? Con này mình cắt móng chân rồi cho nên là không cần phải găng. Đấy, phải ngồi nhẹ nhàng với nó rồi dần dần nó quen nó sẽ đứng nhá. Cái món này phải kiên trì cơ. Chứ cứ thấy nó bay nó không đứng là lản là thôi đấy. Cái này chỉ một lúc nó đứng mà. Đây lại đặt lên nhá. Dòng spa mắt đỏ này thì săn sẻ cũng nhanh lắm, khét lắm. Săn sẻ đường phố luôn. Anh em thấy vất vả, đâu phải thuần con chim nó đơn giản đâu. Đấy, thế là đứng rồi đấy. Chim nó đứng rồi thì anh em cứ để cho nó đứng tĩnh một lúc nhé, đừng dọa nó hay đừng sờ nó. Ngồi chơi ngồi khoảng nửa tiếng một tiếng là nó quen rồi mà. Đuôi mình vẫn quấn băng dính, thuần thì mới tháo. Đấy,